Hello, xin chào tất cả mọi người. Sau đây là một chút review của vợ chồng mình về khách sạn WW Hotel ở Barcelona. Mình đang tiến gần đến khách sạn mà bọn mình sẽ ở đêm nay. Đó là khách sạn WW Hotel, là một trong những khách sạn có view đẹp, xung quanh đều là view của biển hết. View ngoài biển rất là đẹp luôn. Khách sạn W là biểu tượng phong cách tối thượng dọc theo bờ biển của Barcelona. Khách sạn sang trọng này là một kỳ quan kiến trúc với tầm nhìn ra biển vô tận. Và đây cũng là khách sạn duy nhất ở Barcelona có tầm nhìn ra biển từ mỗi phòng. Bây giờ hai vợ chồng mình đi vào làm thủ tục check in lấy phòng. Bắt đầu vào đến sảnh rồi đấy. Wow, lung linh luôn. Chồng mình đi vào check in lấy phòng. Mình anh check in là được rồi đúng không? Để. Trong thời gian chồng mình check in thì mình tranh thủ view một chút và cái sảnh. Khách sạn W, khách sạn 5 sao này hay còn gọi với cái tên là cánh buồm, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha, khai trương vào năm 2009. Khách sạn này thì cung cấp 473 phòng với 67 dãy phòng và 400 nhân viên. Vì xung quanh đều là biển nên khách sạn được hưởng rất nhiều ánh sáng từ tự nhiên và tầm nhìn ngoạn mục giữa biển, địa trung hải và thành phố Barcelona. Cầu thang như các bạn nhìn thấy ở đây thì nó là lối đi thẳng ra biển, cái bãi biển đầy cát đấy. Đây quầy bar ở đây, còn bên ngoài nữa. Có view đẹp và có tiếng ở Barcelona. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else, everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away, away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that gives every smile now. Cause I see the way you're winning, yeah. You got something that inspires everyone who's lost their vision. Cửa sổ của khách sạn được thiết kế với kính trong suốt và với độ cao lý tưởng thì giúp mở ra tầm nhìn ngoạn mục ra cảnh quan thành phố cũng như là bãi biển Barcelona. Love. Ooh, don't you know?
your spell. Yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you take your shot. Baby, yeah, yeah. Smile like there's no one watching. Như mọi người cũng thấy ở đây thì khách sạn W nằm ở trên bãi biển dọc theo lối đi bộ dành cho bộ môn trượt ván. Và khách sạn thì có lối đi thẳng ra biển đầy cát. Và trên bãi biển này thì có rất là nhiều câu lạc bộ hoạt động cũng như là chơi ở đây rất là nhiều. Và sau đây sẽ là một chút review qua phòng của hai đứa mình tại khách sạn W nha. Hello, hello. Mình sẽ đi một vòng nha. Bây giờ mình view trước nha. Từ các góc trước. Tất cả các phòng ở khách sạn W này đều là view ra biển hết. Nhà vệ sinh. Nhà tắm. Chỗ đính răng rửa mặt. Mọi thứ đều trông rất là sang trọng. Chồng mình đã check in luôn. Và đây là view ra biển. Hướng view của phòng mình. Có thể ngồi trên cửa sổ để check in nha. Để chill out. Cái to này là cruise. Nhìn rất là sang trọng và đẹp luôn. Đây là có các ổ cắm này. Tất nhiên khách sạn nhà nghỉ nó cũng có một cái kết W Hotels. Bàn là đây là tủ lạnh này, tủ lạnh nước uống rượu, có máy pha cà phê. Ok thôi, mà đêm nay hai vợ chồng mình sẽ nghỉ lại. Mình có view shot một cái bàn này nữa này, mở ra này. Ồ, trà gừng. Milk chocolate. Bánh. À đây là sô-cô-la. Crisps là như kiểu là bim bim. Chips. Trời ơi, nhiều đồ ăn vặt thế.
Nhưng mà tất cả đồ ăn ở trong cái tủ này đều tính thêm nha. Đây họ có ghi bảng giá ở đây rồi. Ở dưới đây là có khăn tắm, các loại khăn, có dép. Vừa lấy là mình nhìn thấy có đôi dép kia, chắc có thể là họ bán á. Họ để một chiếc ra để trưng bày. Đây dép đây. Trời ơi, cái cuộn giấy vệ sinh mà cũng phải bọc lịch sự như thế này đây. Và đây là cái máy sấy tóc. Và đây là quầy bar ở tầng sảnh của khách sạn W. W Hotel. Đây là view bên ngoài của khách sạn W vào buổi tối.